Ngộ các chư vị bạn hữu, ngày hôm nay Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới các chư vị bạn hữu tập 143 của bộ truyện Thiên Đạo Đổ Thử Quán. Nếu yêu thích, chư vị có thể bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Và đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phòng mộ xin chân thành cảm ơn. Đừng lo, có muốn học không? Bái ta làm sư đi. Trương Huyền khẽ mỉm cười. Ta có thể dạy ngươi. Vừa nghe nói như thế, đám người Triệu Phỉ Vũ tại các chủ thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. À, chúng ta không phải rất là nguy hiểm, đối phương được giết người sao? Vô hồn sư, một trong những chức nghiệp quỷ dị nhất ở thời thượng cổ, so với độc sư lại còn đáng sợ hơn. Huống gì thực lực của đối phương lại còn mạnh như vậy, đã được lục tinh cao cấp. Hả? Nói một hồi thế nào lại biến thành thu học sinh nhá? Hả? Có cần phải tán gẫu như thế hay không? Ngươi cho dù thân là danh sư, nhưng thực lực của bản thân cũng chỉ là vừa bước vào hóa phàm cảnh, còn người ta lại là hóa phàm cảnh đỉnh phong, khoảng cách chênh lệch ở trong đó không thể nào mà tính toán. Nói như vậy, thực sự ngươi không sợ chết sao? Phần Lạc Trúc lại mở to hai mắt mà nhìn. Thời điểm vị trương sư này trước mắt tới mộ vua hồn sư, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, lại liếc mắt thoáng nhìn ra dẫn hồn quyết, không chỉ biết năm suy giảm của hồn lực, lại còn tìm được phương pháp giải quyết. Cái này người ta gọi là nghịch thiên. Thảo nào là danh sư, ngay cả ông trời cũng phải thừa nhận, cái phần năng lực này cũng thực sự quá là đáng sợ đi. Lại còn phần đám người Tôn Cường lại càng bội phục không thôi. Thiếu gia đúng là thiếu gia, quả thực là vô cùng mạnh. Cái gì là con mẹ nó vô hồn sư, cái gì là cường giả lục tinh, tất cả cũng bị lừa dối. Hả? Bãi người là sư? Chủ nhân của giọng nói kia hình như cũng thoáng lảo đảo một chút. Hắn đường đường là vô hồn sư lục tinh, là nhân vật siêu cường tu vi đã được hóa phàm đỉnh phong, mà ngươi chỉ là tiểu gia hỏa hóa phàm nhất trọng bảo ta bái sư sao? Hả? Đùa cái con mẹ gì vậy? Là cặn. Dưới sự phẫn nộ của hắn, âm thanh trở nên sắc bén, cũng có chút chói tai. Âm thanh cơ quan vang lên, một luồng kiếm quang trực tiếp bắn qua về phía Trường Huyền, hình như là một giáo huấn hắn vô lễ. Mà chỉ có điều, nó còn chưa có tới trước mặt Trường Huyền, Trường Huyền đã rời khỏi chỗ đứng, dễ dàng mà né tránh. Cơ quan có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có như vậy mà thôi. Hắn nắm giữ mắt mình lý đã sớm đưa ra sự phán đoán. Thân pháp thiên đạo né tránh, có muốn đánh trúng hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Ấy, ngươi không cần phải uổng phí tầm cơ. Nếu như là ngươi tự mình ra tay, có lẽ còn có thể tổn thương được ta. Cửa quan, ngươi vẫn là tỉnh lại thì hơn. Cơ quan trước đó chính là do ta loại trừ. Ngươi cảm thấy mấy cái thứ vô dụng này đối với ta là có tác dụng sao? Trương Huyền thản nhiên nói. Giọng nói kia liền hử lạnh. Cơ quan tiến vào cửa cường đại như vậy, cũng bị người thanh niên này một cước mà đạp dừng lại. Mà hiện tại cơ quan của hắn cho dù có lợi hại, chỉ sợ cũng thật sự khó mà tổn thương được nửa phần của đối phương. Nghĩ vậy, chủ nhân của giọng nói kia cũng không có nói thêm gì nữa, cơ quan cũng lại không có sử dụng nữa. Chôn ở dưới mộ vua hồn sư dưới lòng đất này chẳng biết đã bao nhiêu năm. Cho dù cơ quan không mất đi hiệu lực, cũng có hạn chế số lần sử dụng. Sử dụng một lần thì lại ít đi một lần, nếu không có tác dụng sử dụng nhiều cũng chỉ lại lãng phí vô ích. Thấy hắn thực sự cũng không có sử dụng cơ quan nữa, trong người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cơ quan, hắn phải lấy trường tiếp xúc mới có khả năng mà xuất hiện sách, biết chỗ tiêu hụt mà tiến hành đối phó. Đối phương sử dụng kẻ này, không biết là hắn ở chỗ nào, có thể may mắn tránh thoát được một lần. Nếu như thực sự có cả vạn mũi tên cùng xuất phát, dựa theo công phu mèo cào ba chân của hắn, không có khả năng mà tránh thoát nổi. Lời nói vừa rồi, cũng chỉ là gạt đối phương một chút thôi, khiến cho hắn ném chuột sợ vơ bình. Không nghĩ tới, thực sự là thành công. Mà cùng có loại người không biết ẩn nấp ở chỗ nào này, lại phải đấu trí sử dụng khí, nghĩ biện pháp dùng ngôn ngữ bảo áp chế hắn. Ây, đáng tiếc. Thấy đối phương không nói thêm gì nữa, cũng không có khởi động cơ quan. Trương Huyền không ngừng lại mà lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, lộ ra một sự cô đơn. Hả? Cơ hội tốt như vậy, ngươi không biết nắm chắc sao? Ây, cũng thật đúng là một linh hồn không có đầu óc. Nghe nói như thế, giọng nói lạnh lùng kia tức theo chút nữa thì nôn ra máu chết ngay tại chỗ. Hả? Em gái nhà người nhà,
ta đường đường lại là vua hồn sư lục tinh, thái độ của ngươi như vậy là như thế nào à? Đừng nói là hóa phàm nhất trọng, cho dù có là tứ trọng, nhìn thấy ta cũng phải run rẩy không dám thở mạnh. Còn ngươi thì hay rồi, không chỉ muốn thu ta làm đồ đệ, lại còn mắng ta không có đầu óc sao? Ngươi mới không có đầu óc, cả nhà ngươi đều không có đầu óc nha. Đừng tưởng rằng ta muốn đoạt xác sẽ sợ ném chuột vỡ bình, nếu quả thật muốn chết ta cũng không ngại hiện tại giết chết người đâu. Giọng nói kia mang theo sự dữ tợn. Hả? Giết ta? Ngươi có dám không? Thản nhiên nhìn về phía trước, về mặt chưa hề xem thường. À, mà lại nói, một quái vật không biết chết đã bao nhiêu năm mà thôi, cũng chỉ có thể dựa vào cơ quan mà thể hiện. Nếu đã có thể giết ta, sao đang vừa nãy đã động thủ rồi, còn cần phải chờ tới tận bây giờ sao? Hả? Ngươi à ta à, kể gì? Có bản lãnh thì làm nhanh một chút đi, đừng có ở chỗ này mà dây dưa. Nếu không, là ta dùng thời gian mà lấy ra ba cái cửa ải của người đi. Lại còn là vô hồ sơ lục tỉnh sao? Thật đúng là vung vẻ hết mức. Trương Huyền thở dài. À, mà thôi đi. Cho dù bây giờ ngươi có muốn bái ta làm sư, ta cũng không cần nữa đâu. Ta sợ ảnh hưởng tới danh dự của ta. Thủ nhân của giọng nói kia sắp tức tới bùng nổ. Hả? Bài hắn làm sư lại còn ảnh hưởng tới danh dự của hắn sao? Lại dám không biết xấu hổ hơn một chút nữa có được hay không? Hả? Làm sao? Hóa ra chỉ là nói những lời cho lên đầu môi thổi sao? Thật ra không dám động thủ phải không? Thấy đối phương tức giận tới mức giở chân lại không có động thủ, Trương Huyền tiếp tục đả kích. Đâm đầu vào chỗ chết. Thấy cái bộ dạng của hắn lợn chết không sợ nước sôi, chủ nhân của giọng nói dễ nhận thức điền. Một tiếng nổ lớn kinh liệt vang lên, một uy áp cường đại trong nháy mắt liền được bao phủ tới. Bản đầu vô hồn sư này ngủ say không biết đã bao nhiêu năm, rất sợ chiến đấu suy giảm có tiểu hao, nhưng lúc này hắn thực sự đã bị người này làm nghẹt tới mức sắp muốn chết tới nơi, lại cũng không nhẫn nại được nữa, trực tiếp mà rả tay. Cổ Trương Huyền căng lên một cái, giống như là bị một bàn tay vô hình mà nắm lấy, trực tiếp mà nhấc lên. Hả? Lão sư? Hả? Trưởng sư? Thấy vô hồn sư bị làm cho tức giận rả tay, tất cả mọi người đều sốt ruột lại muốn sống lại. Hả? Giết ta sao? Không có dễ dàng như vậy đâu. Bị đối phương nắm lấy, Trương Huyền cũng không có khẩn trương, trái lại là khẽ mỉm cười. Tinh thần của hắn thoáng động, một thứ răng vẻ giống như là mảnh vải màu xám xuất hiện ở trước mặt. Một tiếng động khẽ vang lên, một màn ánh sáng xuất hiện ở trên người, bàn tay nắm lấy Trường Huyền giống như là dính vào dầu sổi vậy, vội vàng mà lùi về phía sau. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, xem là lần này hắn bị thương không hề nhẹ. Còn cây kia chính là bùa hộ mệnh vảy rồng. Ban đầu ở giám bảo các hắn đào được cái món bảo bối này, thiên đạo đồ thư quán kiểm tra đồ lường có khả năng phòng ngự được công kích của cường giả hóa phàm cửu trọng, lúc này cuối cùng cũng phát huy đã được công dụng. Bùa hộ mệnh chỉ có thể bảo vệ mình sẽ không có chủ động công kích, mà chỉ có điều một khi mà kích hoạt nó, đối với tổn thương đã đánh tới vẫn có thể làm ra được phản kích. Nguyên nhân cũng chính là như vậy, Trương Huyền mới cố ý dùng ngôn ngữ mà làm đối phương tức giận, dẫn tới hắn rả tay lại dùng lực lượng bảo hộ bản thân mà đánh tàn hắn. Dù sao cái thứ này cũng có thể dùng được 3 lần, mà cái loại tình huống này không cho người này ra tay, mọi người chỉ có thể mặc cho hắn bảy bố, còn không bằng quyết đoán mà đưa ra sự xuất kích. Mà lại nói, đối phương cũng chỉ là một vô hồn sư ngủ say không biết bao nhiêu năm mà thôi, thực lực từ lâu đã không đạt được đỉnh phong, lại làm sao có thể ngăn cản được bộ hộ mệnh, ngay cả hóa phàm cửu trọng cũng không có cách nào mà đánh bại được cờ chứ. Chỉ thoáng cái hắn đã bị đánh cho trọng thương. Hả? Đây. Vốn tưởng rằng đối phương tự mình ra tay, Trường Sơn nhất định sẽ gặp phải xui xẻo, không nghĩ tới đột nhiên lại có thứ xuất hiện lại lợi hại như vậy. Ngay cả lục tinh vô hồn sư cũng bị đánh cho tổn thương, tất cả mọi người giật nảy cả mình. Ta muốn người chết. Bản thân bị trọng thương, vô hồn sư tức giận thở hổn hển, điên cuồng mà gào thét, hình như lại muốn đánh tới. Hả? Muốn ta chết sao? Mới vừa rồi còn khó mà có thể nói được, hiện tại sợ rằng ngươi đã không còn cơ hội nữa rồi. Màn ánh sáng có thể duy trì được mấy hơi thở, tạm thời còn chưa có tiểu tan. Lông mày Trương Huyền nâng lên, thân thể bất chợt lao vọt về phía trước, trực tiếp đá về phía tấm bia đá ở trước mắt. Trước đó không biết đối phương ở đâu, cho dù có thủ đoạn cũng không có cách nào mà công kích. Mà bây giờ, đối phương đã thi triển ra võ kỹ, đồ thư quán không chỉ có vị trí của hắn đánh dấu được rõ ràng, chỗ tiêu hụt cũng đồng thời được thể hiện ra. Hắn
hắn đã được khóa phàm nhất trọng đỉnh phong, ẩn chứa lực lớn 20 vạn đỉnh. Tấm bia đá như thế làm sao mà có thể đỡ nổi trùng kích, nhất thời vỡ thành bụi phấn, khói vụt bắn ra bốn phía. Một vài đụng nát tảng đá khắc dẫn hồn quyết, hắn cũng không có ngừng lại, tiếp tục lại vọt tới phía trước. Trong thời gian nhảy mắt đi tới được trước mặt quan tài, mọi người ở đây cho rằng hắn nhất định sẽ mở nắp quan tài ra, nhưng đã thấy bàn tay của hắn sờ sờ ở phía trên một cái, ngay sau đó hóa thành một huyễn ảnh liên tục một vô số ở xung quanh hơn 10 cái. Tổng cộng 16 cái, vỗ ở nơi không theo bất kỳ một quy luật con mẹ nào cả, lực lượng cũng không có nặng. Có lẽ có thể đủ để phá hủy đá bình thường, nhưng đối với các loại vật phẩm quan tài do cao mây luyện khí sử chế luyện sẽ không có bất cứ một tác dụng gì cả. Điều này lại khiến cho người ta không biết rõ rốt cục là hắn muốn làm cái gì nữa. Vô song, hắn ngược lại cũng không hề có bất kỳ một động tác gì khác. Thời điểm mọi người ở đây đầy kỳ quái, đột nhiên lại thấy hắn quay đầu lại. Tại các chú, đạo tới! Hả? Đạo? Đất? Ta các chủ thoáng sửng sốt một chút, nhất thời cũng hiểu được. Cô ta lật một cái, một thanh trường đao trực tiếp ném về phía hắn. Bản đầu, thời gian ở công hội trận pháp sư khắc trận bàn, đối phương cũng đã từng dùng qua một lần. Nếu trường sư cần dùng đao, nhất định chính là thanh này. Bàn tay vừa tiếp lấy, nắm trường đao ở trong lòng bàn tay. Trương Huyền đứng ở trước mặt quan tài, khí chất nhất thời biến đổi. Một chân ý có binh khí nồng đậm lập tức từ trên người hắn dần trào ra. Đao quang như là cầu vòng, khí tức như biển, trực tiếp mà bổ xuống. Trường đao vừa tiếp xúc với quan tài, tiếng nổ thật lớn vang lên. Toàn bộ quan tài giống như là châm thuốc nổ vậy, lập tức nổ mạnh. Ván quan tài cực lớn và dài vừa nặng bay về bốn phía xung quanh, cứng rắn cắm ở trên vách tường rắn chắc. Hả? Khóa chết vàng ròng không người phá, ngũ yên vạn năm cũng không lo. Đây chính là quan tài bằng vàng ròng. Cho dù hóa phạm cầu trạng cũng không có cách nào, lại bị trương sư bùa đảo phá vỡ. Sao có thể như vậy được chứ? Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, những người khác không có cảm giác gì cả. Nhưng phần lạc trúc, hắn không ngừng run rẩy, sắp muốn phát điện tới nơi. Hả? Quan tài vàng ròng? Ngươi nói là quan tài vàng ròng do luyện khí sư lục tinh sử dụng sắt lạnh ở dưới biển sâu phối hợp với vàng hỏa tan mới có khả năng mà chế luyện thành sao? Thấy cái bộ dạng này của hắn, ta các chủ thoáng sửng sốt một chút, cũng giống như là nhớ tới cái gì đó, đồng tử đột nhiên cỏ lại. Không sai, chính là quan tài vàng ròng. Lạc Trúc gật gật đầu. Hả? Mà không phải nói thứ này một khi mà khóa kín không có cách nào mà phá vỡ được sao? Ai cũng không mở ra được sao? Thế nào? Tại các chủ cũng phát điển rồi. Thân làm các chủ có dám bảo các, hắn đã thấy qua vô số bảo vật, đối với rất nhiều bảo bối cũng có nghe nói. Quan tài bình thường chia ra làm cửu phẩm, cũng giống như là bốn cái quan tài ở bên ngoài trước đó, lại được gọi là quan tài tinh kim thất phẩm, sử dụng tinh kim mà đúc ra, kiên cố vô cùng. Cho dù có là binh khí lên cấp trung phẩm, có muốn phá vỡ nó cũng gần như là không có khả năng. Mà trên tinh kim cửu phẩm lại chính là vàng ròng. Quan tài vàng ròng do luyện khí sư lục tinh chế luyện thành, một khi mà khóa kín, kẻ trộm mộ lợi hại ở nữa cũng không có cách nào mà mở ra, trừ phi vượt qua được khóa phạm cửu trọng. Bởi vậy mới có cách nói vàng ròng khóa kín không người phá, nguyên vạn năm cũng không lo. Rất nhiều người tu vi cường đại, về đề phòng sau khi chết bị quấy rầy, đều sẽ mời người chế tạo quan tài như vậy, vừa có thể duy trì thi thể không mục nát, lại có thể đề phòng hạng người đạo trích quấy nhiễu. Mà cái quan tài này, ngay cả cường giả hóa phạm đỉnh phong cũng không có cách nào mà phá vỡ. Lúc này, tự nhiên lại bị trương sư một đao mà bổ ra, nổ mạnh, chỉ nằm xẻ bầy. Hắn làm sao mà không chấn động kinh ngạc được cỡ chứ, mà không lập tức bị hồ chết cũng không có tệ. Hả? Mà chỉ liếc mắt nhìn, lại nhìn ra được chỗ tiêu hồn của dẫn hồn quyết. Thoáng cái, lại đánh cho vua hồn sư lục tình bị thương, một đao phá vỡ quan tài bằng vàng ròng. Vậy cái vị trường sử này, thực sự chỉ là hóa phẩm nhất trọng thổi sáu. Hai người chấn động kinh ngạc còn chưa có kết thúc, liền thấy Trương Huyền cầm trường đao ở trong tay, hoàn toàn không hề có chút ngừng lại nào, bổ thẳng về phía thi thể lộ ra ở bên trong quan tài. Thi thể và đao khí vừa tiếp xúc, lập tức hóa thành bột mịn, nhẹ nhàng mà tung bay khắp nơi. Hả? Hóa phạm cửu trọng, xương giống như là kim cương, làm sao có thể ở dưới đạo khí biến thành bụi phấn được cỡ chứ? Tu vi đạt được hóa phạm cửu trọng, không chỉ lực lượng linh hồn tăng thêm, thân thể cũng sẽ trở nên hoàn mỹ không tỉ vết, không chê vào đầu được, giống như là kim cương vậy, nước chảy không mục nát, bố chặt không bị thương. Cho dù cỏ chết, do quan tài vàng đồng bảo vệ, chắc hẳn cũng là đau thường bất nhập mây đúng, lẽ làm sao có thể lại thoáng cái biến thành bụi phấn cỡ chứ? Hả?
Vậy chẳng lẽ là đao pháp của Trương Sư cường đại sao? Không, không đúng. Đao pháp của Trương Sư tuy rằng lợi hại, đao khí cũng rất mạnh, nhưng bổ ra quan tài bằng vàng ròng, chém cường giả thân thể hóa phàm cũng trở thành bụi phấn, vẫn là không làm được. Hai mắt Kim Tông Hải ngưng trọng đã để tới. Vừa rồi bị thương, đúng lúc hắn cũng đã dùng đàn dược, đã khôi phục lại không ít. Hả? Vậy là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết, tạm thời cứ xem đã, Trương Sư nhất định là sẽ giải thích. Kim Tông Hải lắc lắc đầu. Nghe xong, mọi người lần đồng loạt nhìn về phía trước. Một đao chém nát thi thể của chủ nhân ngồi mộ, Trương Nguyên vẫn chưa hề ngừng lại, mà cổ tay lại chuyển một cái, mấy cây ngân châm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, trực tiếp mà đâm xuống phía dưới. Hả? Ngươi là làm gì? Ngân châm vừa hạ xuống, ngay sau đó, mọi người nghe được một tiếng kêu chói tai vang lên. Chính là giọng nói mới vừa rồi. Lúc này, người này không có kiêu ngạo hống hách như là trước nữa, mà là tràn ngập sự kinh hoàng, hình như là đầy vẻ không thể tin nổi. Không làm gì cả, chỉ là đào người ra mà thôi. Khẽ mỉm cười, trường đao của Trương Nguyệt đâm về phía mặt đất dưới quan tài một cái. Và sau đó, một đóa hoa sen tối tăm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đóa hoa sen này lên trường bàn tay, quý dĩ không hiểu nổi, khiến người ta có một loại cảm giác ẩm tà. Phía trên có khí đèn vây quanh, phía trên mỗi cây lá cây đều cắm nghiêng một cây ngân châm. Vừa rồi Trương Nguyệt đâm ra ngân châm chính là đâm vào trên thứ này. Ngưỡng mộ sâu không thấy đáy, không có cách nào mà phá vỡ, ngoại trừ ở dưới quan tài bằng vàng ròng. Tự nhiên là ẩn nấp một gốc hoa sen quý dị như vậy. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người cũng đều hít vào một hơi lạnh, cảm thấy không thể tin nổi. Nói tiếp thì phức tạp. Thật ra từ khi chủ nhân ngồi mộ công kích Trưởng Nguyên tới bây giờ, thời gian cũng chỉ có mấy hơi thở mà thôi. Bùa hôn mệnh vải rồng tạo ra vòng sáng, vừa lúc cũng biến mất. Hả? Chẳng lẽ là... Nhìn thấy cảnh tượng như vậy ở trong mắt, Lạc Trúc ở một bên trầm tư một lát, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, đồng tử chất cỏ lại, giọng điệu lại rùn rầy. Hả? Là địa ngục thất tẩm liên? Hả? Địa ngục thất tẩm liên? Đó là cái gì? Lần này lại đến lượt tay các chủ cũng không hiểu nổi. Hắn tuy rằng nghe nhiều hiểu rộng, nhưng cũng không phải là vật gì cũng biết. Loại vật phẩm này dính dáng tới vô hồn sư, hắn lại càng không biết nhiều lắm. Cái này theo truyền thuyết là chí bảo của vô hồn sư, có thể dùng tới một lần nữa để ngưng luyện thần thể. Hơn nữa thân thể ngưng luyện ra vốn là có thể chất tiền thiên. Lạc Châu không nhịn được nói. Hả? Thể chất tiền thiên sao? Ta các chủ trợn tròn mắt. Thể chất tiên thiên đặc biệt, chỉ cần kích hoạt nó, tốc độ tu luyện cực nhanh, vượt xa người tu luyện bình thường, khiến cho người ta không khỏi tán phục. Có thể ngưng luyện ra được thần thể, tốt nhất là thể chất tiên thiên. Kẻ này cũng là có kinh khủng đi. Đúng vậy, mà chỉ có điều, có cái gì đó không có đúng. Lạc Trục nói xong lại lộ ra vẻ mặt dò dự. Hả? Sao vậy? Thì địa ngục thất tẩm liên lại hấp thụ lực lượng để mà sinh tồn. Nếu như ta không đoán sai, thi thể của chủ nhân ngôi mộ chắc là cũng đã bị cắn nuốt, bằng không cũng không có khả năng nhẹ nhàng vừa đục vào thi thể hóa phẩm cựu trọng lại hóa thành bụi bặm. Lạc Trục nói. Nghe xong, tại các chủ gật gật đầu. Vừa rồi bọn họ là cảm thấy kỳ quái, thi thể của hóa phẩm cựu trọng rắn chắc giống như là kim cương vậy, thế nào đạo khí vừa tiếp xúc lại hóa thành trò bụi. Hiện tại xem ra chắc là bị cái gốc hoa sen quỷ dị này sinh trưởng ở phía dưới cắn nuốt sạch sẽ lực lượng. Mà lấy thi thể nuôi hỏa sen, dựa theo đạo lý mà nói, đó hoa sen này chắc hẳn rất nhanh là có thể biến thành thân thể của chủ nhân ngồi mộ, giúp hắn trong đời thiên hạ. Mà thế nào hắn vẫn là ngủ say ở trong ngồi mộ, thậm chí còn nghĩ muốn đoạt xác của chúng ta. Lập Trục nói ra nghi ngờ ở trong lòng. Cái này đám người tại các chỗ cũng sững sờ. Đúng nha, đã có cái loại thánh vật địa ngục thất tẩm liền này là có thể lột xác thành thân thể, vì sao lại phải đoạt xác của mọi người, thậm chí là còn bảo mọi người tôi luyện dẫn hồn quyết quanh co rắc rối lớn như vậy. Đây không phải là ăn nào rừng mỡ thì lại làm cái mẹ gì đây? Ta cũng không hiểu nổi. Trương Sư khẳng định là biết, nếu không có khả năng trực tiếp lại phá vỡ quan tài đào ra gốc hoa sen này. Lạc Trục nói. Mọi người lại nhìn sang. Lúc này ta ở phía trước. Ngươi thả ta ra! Đó hoa sen màu đen bị đào, ở bên trong vang lên tiếng kêu kinh hoàng. Chủ nhân của ngôi mộ vừa rồi muốn chém giết mọi người, tất nhiên là đang trốn ở chỗ này đây.
Thảo nào vẫn không tìm ra được nơi phát ra âm thanh. Hắn nấp ở trong hoa sen ở phía dưới quan tài, làm sao mà có khả năng tìm ra được cửa chứ? Hả? Thả ngươi, để cho ngươi tiếp tục giết chúng ta sao? Chưa người liếc mắt một cái. Ngươi, ngươi chỉ cần thả ta ra, chúng ta cái gì cũng dễ nói. Ta là vua hồn sư, thu thập không ít bảo vật để có thể cho tất ngươi. Ngay cả đóa địa ngục thất tâm luyện này, ta cũng có thể tặng cho ngươi. Giọng nói đầy gấp gáp. Hả? Để cho ta? Ta không cần. Trương Nguyên hừ lạnh một tiếng. À, mặt khác, ngươi còn nói bảo vật sao? Nếu như ta nhìn không lầm, bảo vật của ngươi đều đổi thành linh thạch và gốc hoa sen này rồi. Hả? Sao? Sao ngươi lại biết? Ta ở bên trong hoa sen truyền đến tiếng kêu kinh hoàng. Hả? Ta làm sao mà biết được sao? Thế xung quanh hoa sen đều là linh thạch vỡ nát hình thành bột phấn, ta cũng không phải là không nhìn ra. Trương Nguyên lắc lắc đầu. Hoa sen vừa rồi cũng không phải là chôn ở dưới đất, mà tất cả xung quanh đều là linh thạch. Linh lực trong đó bị cắn nuốt sạch sẽ, biến thành bụi phấn. Từ phía xa xa mà nhìn lại, giống như là bụi bặm ở trên mặt đất vậy. Hắn tu luyện sử dụng tụ linh trận, đấy là linh thạch, xuất hiện một đống phế vật lớn như vậy, tất nhiên là liếc mắt nhìn là có thể nhìn ra. Hơn nữa, những bụi bặm này hoàn toàn khác hẳn với linh thạch hạ phẩm hắn tu luyện, màu sắc trở nên trắng bệch, sợ rằng dĩ nhiên đã đạt tới được cấp bậc trung phẩm. Mà có thể làm cho linh thạch trung phẩm biến thành bụi bặm như vậy, số lượng nhiều, sợ rằng đã không dưới 1 vạn. Cho dù có là vua hồn sư lục tình, có khả năng cũng là tất cả tài sản. Nhìn ra được những cái điều này, hắn làm sao mà có thể bị mê hoặc cỡ chứ? Hả? Ngươi! Ngươi! Hoa sen không ngừng run rẩy, giống như là gặp quỷ vậy. Tranh đấu với cái người ở trước mắt này, hình như là từ trước tới nay, hắn cũng không hề thăng nổi. Đối phương dường như toàn trí toàn năng, biết rõ tất cả mọi việc hắn đã từng trải qua. Hay, các ngươi đều tới đây đi! Không để ý tới chủ nhân của ngôi mộ ở bên trong hoa sen đang rùn rẩy, Trương Nguyên khoai khoát tải áo bắt chuyện một câu. Lúc này, mọi người mới từ lối đi mà nối đuôi nhau tiến vào, đi tới trước mặt. Trưởng sư, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Triệu Phi Vũ thực sự cũng không nhịn được, hỏi. Về mặt của mọi người cũng đều mơ hồ, cũng chẳng hiểu ra sao. Chuyện mới vừa rồi, biến hóa vô cùng nhanh. Trước đó chủ nhân của ngôi mộ vẫn là kiêu ngạo đắc ý, không chế sinh tử của mọi người, mà chỉ trong thời gian nhảy mắt đã bị từ trong lòng đất mà đảo lên. Có mức là quỷ dị khiến người ta suy nghĩ cũng không rõ được. Hả? Chuyện gì xảy ra sao? Ngươi, ngươi tới nói đi. Trung Nguyên vỗ vỗ một cái vào bông hoa sen đen ở trước mắt. Hoa sen đen lắc lư hai cái, giọng nói vừa rồi giống như lại biến thành cầm điếc, ngâm miệng không nói nữa. Xem ra bị một hóa phẩm nhất trọng tìm ra bản thân lại đánh cho một trận. Trong lòng hắn tràn đầy sự phiền muộn, thực sự là nó không ra lời. À, ngươi, ngươi cảm thấy không nói là được sao? Thấy người này không có phối hợp, Trương Nguyên giơ ngón tay lên, một cái ngân châm lại xuất hiện ở đầu ngón tay, trực tiếp mà đâm về phía hỏa sen. Ngay sau đó, bên trong hoa sen vang lên một tiếng kêu thảm và tỏ ra vẻ yếu thế. Nói, bà nói! Âm thanh có vẻ yếu đi rất là nhiều, rất rõ ràng ngân châm kia có vẻ đâm trúng cái chỗ yếu hại. Vậy nhanh kể đi. Trương Nguyên rút ngân châm ra, lại truyền chân khí vào trong đó, hào quang bắn ra bốn phía. Xem ra chỉ cần người này không nói, hắn sẽ lại tiếp tục đâm vào. Được. Thấy được sự uy hiếp của hắn, hoa sen run rẩy một cái, vội vàng mở miệng. Ta là một vị vô hồn sư lực tinh. Tu vi đã tới hóa phẩm của trọng đỉnh phong, mà đáng tiếc cuối cùng không đạt bằng được một bước kia. Tuy rằng linh hồn bất tử, nhưng tuổi thọ của thân thể cũng đã đến được giới hạn cuối cùng rồi. Hóa phẩm cảnh thọ nguyên gấp bội, chỉ có điều tuổi thọ cũng chỉ là 200 tuổi. Cho dù có lại nghịch thiên, 300 tuổi cũng là đạt đến được đỉnh điểm. Chỉ cần không lại đột phá, thân thể sớm hay muộn cũng sẽ phải chết. Đây là chuyện không có cách nào mà phản bác được. Tuy rằng vô hồn sư có thể tiếp tục đoạt xác những người khác, cần phải phù hợp, khẳng định vẫn là thân thể mình thích hợp nhất. Đúng lúc này, ta liền phát hiện ra cái gốc cây địa ngục thất tâm luyện này. Giọng nói kia tiếp tục vang lên. Mà vật này là chi bảo của vô hồn sư chúng ta. Chỉ cần lấy được luyện hóa, hoàn toàn có thể biến thành thân thể, hơn nữa lại còn là thân thể tiền thiên. Có cái loại chỗ dựa này rồi, có lẽ lại có thể đảm bảo được cửa ải cuối cùng kia, chúc kích tới cảnh giới cao hơn. Vì vậy, ta mới bắt đầu ăn bài hậu sự, tiêu hao hết gia sản để gây dựng ngôi mộ, chính là để có thể an tâm luyện hóa cái thứ này. Nghe xong, mọi người gật gật đầu. Trước đó bọn họ lại đang nghi ngờ,
nếu vô hồn sư biết không chết, có thể đoạt xác chiếm thi thể, vì sao lại phải hao tâm tổn sức, hao tổn lực lượng xây dựng ngồi mộ, giấu ở dưới đầm nước cỡ chứ? May hiện tại xem ra là để tránh tai mắt của người khác, mục đích rất là đơn giản là vì để luyện hóa cái gốc hoa sen này đây. Thứ này thiên hạ hiếm có, nếu như để cho vô hồn sư khác biết, hắn sẽ lại chết thảm, cho nên hắn đã chuẩn bị một cái chết giả. Tuy rằng linh hồn vô hồn sư có thể sống mãi, nhưng trải qua nằm suy dần dần cũng phải chết. Hắn xây dựng ngồi mộ chôn xuống dưới đất, các vô hồn sư khác cho rằng hắn đã chết, không có khả năng mà nghĩ tới hắn lại nhận được một gốc cây địa ngục thất tẩm liền. Hả? Nếu về luyện hóa thư này, thế nào đến tận bây giờ ngươi vẫn còn chưa có thành công? Trương Nguyên lại hỏi. Vô hồn sư đều đã bị tiêu diệt cả mấy vạn năm, mà cái mộ này khẳng định đã càng lâu hơn. Năm tháng dài như vậy, dựa theo tình hình mà nói, chắc hẳn là đã sớm luyện hóa thành công, mà hiện tại thế nào lại vẫn còn chưa có thành công? Bởi vì nếu đã là thành công, khẳng định đã sớm biến thành thần thể, làm sao có thể vẫn bị giam ở trong đó, không có cách nào mà rời khỏi đấy. Ta... Nghe được câu hỏi, Hoa Sen có chút giở dự, nói: Người mộ tu sửa xong, sau khi ta giả chết, lễ bắt đầu luyện hóa cái thứ này. Vốn tưởng rằng lấy thực lực và kinh nghiệm của ta có thể dễ dàng như trở bàn tay, rất nhanh lại thành công, lại sống lại được. Ai mà biết, nằm mơ ta cũng không nghĩ tới, lại thất bại. Hả? Thất bại? Trương Nguyên đầy kỳ quái. Nếu như người giả chết, khẳng định biết luyện hóa cái đó hoa sen này như thế nào, làm sao lại có thể thất bại cỡ chứ? Người này chuẩn bị trước đó lâu như vậy, cũng đổi bảo vật toàn thân thành linh thạch, chôn sâu ở dưới đất. Thậm chí không tiếc tìm thi công sư thiết kế ngồi mộ, lợi khí sư lục tinh mà rèn quan tài, làm sao mà có thể thất bại cỡ chứ? Bởi vì... Giọng nói của chủ nhân ngôi mộ mang theo sự rùn rầy, hình như nhớ lại cái chuyện gì đó vô cùng đáng sợ. Đây không phải là một gốc cây định ngục thất tẩm liên, mà là cửu tẩm liên. Hả? Cửu tẩm liên? Lần này, không chỉ chưa nguyên nhân mày lại, không hiểu rõ nguyên nhân, ngay cả Lạc Trúc ở một bên cũng đều cảm thấy cổ quái, hình như cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Đúng, thất tẩm liên, được xưng là thanh vật, sau khi luyện hóa có thể biến thành thần thể. Nhưng cửu tẩm liên lại là thứ đại lục danh sư chưa bao giờ từng xuất hiện qua. Nếu như muốn phân chia một đẳng cấp, tuyệt đối là có thể xưng là thần vật. Chủ nhân ngồi mộ nói. Hả? Thần vật sao? Mọi người đồng thời lưu lưỡi, sững sờ ở tại chỗ. Bảo vật giống như là công pháp, đều chia ra làm 5 cấp bậc: thần, thánh, linh, quỷ và phàm. Thanh vật chính là bảo bối lục khắp cả toàn bộ Liên Minh Vạn Quốc cũng tìm không ra được. Còn cấp bậc thần vật lại càng cao hơn, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Toàn bộ đại lục rảnh sư có thể tìm được một kẻ này cũng không ai biết được. Mà cái vật đen ngòm ngòm như là mực này, không ngờ lại là cái loại cấp bậc như vậy sao? Hả? Cái này cũng quá là kinh khủng đi. Mà thần vật lại là bảo bối ngay cả khổng sư bản đầu cũng không có cách nào mà nhận được. Ta mạnh mẽ luyện hóa thần vật, tất nhiên là không có khả năng mà thành công. Không chỉ tất cả tài sản đều bị cắn nuốt sạch sẽ, linh hồn cũng bị nhốt ở trong đó lại không có cách nào mà rời khỏi. Một lần nhốt này chính là cả mấy vạn năm. Nói tới đây, chủ nhân của ngôi mộ có vẻ vô cùng phiền muộn. Không khó trách, vừa muốn luyện hóa hỏa sen, ngưng tụ thần thể, từ nay về sau bay lượn thiên địa, một lần mà bay lên trời. Nhưng hắn nằm mơ cứ không ngờ tới, không những không có thành công, lại còn bị nhốt không có cách nào mà thoát thân, muốn chết cũng làm không được. Không buồn bực tới mức phát điên cũng đã là rất tốt lắm rồi. Mà điều này cũng lại giống như là người bị bắt vào ngục giam, một lần giam không biết bao nhiêu năm, không có cách nào mà rời khỏi, có thể chịu sự giày vò đến tận bây giờ, với lực ý chí của người này đã đặc biệt là kiên cường. Hả? Vậy cho nên ngươi muốn thay mặt đổi đầu, để cho một người ở trong chúng ta thay thế người chịu tội, bản thân được khôi phục tự do sao? Trương Nguyệt nhìn qua. Đúng. Chủ nhân người một lên tiếng. Bị nhốt mấy vạn năm, bất kỳ thời khắc nào ta cũng nghĩ xem làm thế nào mà chạy thoát ra khỏi cái mặt trời của thần vật này. Cũng chẳng biết là qua bao lâu, cuối cùng cũng để cho ta nghĩ đến một cách. Cầu tâm liền nhốt ta, nếu không luyện hóa ta nói rõ nó không có năng lực mà giết ta. Nếu như lúc này có thể tìm tới một linh hồn mới mẹ khác mà thay thế, có lẽ ta có thể mà thoát ra ngoài. Thật giống như là người chết đuối ở trong sông vậy, cách mấy năm sẽ tìm một kẻ chết thay qua. Cầu tâm liên cần chỉ là một linh hồn mà thôi, chỉ cần tìm được người thay thế là có thể thoát khỏi biển khổ, không đến mức mỗi ngày canh giữ ở bên trong ngôi mộ tối tăm. Nghĩ thông suốt được những điều này, ta liền bắt đầu cố gắng mà tách linh hồn.
không biết là tốn thời gian bao lâu, cuối cùng khiến cho ta tách ra được một phần. Mà chỉ có điều thực lực cũng là quá kém, chỉ có khoảng hóa phẩm tạm trọng. Ta vốn tưởng rằng thực lực thấp như vậy sẽ sống không được bao lâu, sẽ bị lưu quang suy cắn nuốt sạch sẽ, tự động tử vong. Nhưng ai biết lúc này tên trộm mộ này tới. Mọi người sửng sốt, lập tức đều nhìn về phía Lạc Trúc. Sắc mặt của người sau như thể đỏ lên, bị vạch trần thân phận ở trước mặt mọi người, hắn cảm thấy có chút mất mặt. Dù sao nghề nghiệp này cũng không tính là vinh quang, ngược lại lại giống như là cho vặt móc túi vậy. Vì vậy trong lòng ta có một suy nghĩ lớn mật, cố ý khiến cho cơ quan tiến vào tương đối đơn giản hơn một chút để cho hắn thuận lợi mà tiến vào, sau đó tiến hành đoạt xác. Chủ nhân ngôi mộ lại nói tiếp, mà kết quả quả nhiên là thành công. Người này bởi vì sợ hãi vội vàng mới rời khỏi đây. Bản đầu ý nghĩ của ta rất đơn giản, sau khi đoạt xác của hắn thành công, mượn vào hồn kim nhân thu hút nhiều người hơn tới đây, sau đó nghiêm túc lựa chọn tìm một người thích hợp nhất để cho linh hồn của hắn thay thế ta. Nhưng ai mà biết ý niệm của người này kiên định, hơn nữa sau khi đoạt xác xong thực lực lại giảm mạnh, vẫn không hề có thành công, thậm chí đến cuối cùng có bị một người béo mập thực lực thấp giết chết. Nói tới đây, hoa sen không ngừng run rẩy, mang theo oán khí nồng đậm. Bị nói thành người béo mập có thực lực thấp, Tôn Cường có chút lúng túng vỏ đầu. Trước đây các linh hồn này muốn đoạt xác của hắn, kết quả lại bị chân khí thiên đạo do thiếu gia lưu lại ở bên trong thân thể cắn nuốt. Lại cẩn thận nói tiếp, thực lực của hắn mà so với đối phương quả thật là kém mà không đáng để nhắc tới. Nghe được điều này, mọi người cũng hiểu được toàn bộ. Thật nào nơi này có kẻ lợi hại như vậy, Lạc Trúc lần đầu tiên tới lại làm sao có thể thuận lợi mà chạy trốn. Hóa ra là cố ý để cho hắn rời khỏi, mục đích là vì thu hút nhiều người hơn tới đây. Kế hoạch của hắn tùy tốt, có khả năng nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải cái kẻ biến thái Trường Huyền này. Hồn phách không biết tồn tại bao nhiêu năm tâm huyết ngừng tụ ra lại bị lập tức tiêu diệt sạch. Hả? Chờ một chút. Trường Huyền khoát khoát tay áo nhưng mà nhìn lại. Này, nếu ngươi có thể tách linh hồn rời khỏi hỏa sen, vậy vì sao còn phải đoạt xác những người khác? Nếu mục đích lớn nhất của người này là rời khỏi hỏa sen, cũng có thể tách ra một phần hồn phách mà rời khỏi, lại vì sao lại có muốn dụ dỗ những người khác qua nghĩ biện pháp mà đoạt xác? Dù sao linh hồn tách ra cũng là một phần thuộc về hắn, mang theo suy nghĩ và tư tưởng của hắn, đã tương đương với rời khỏi gông cùm xiềng xích rồi. Ta là tách linh hồn, nhưng cái linh hồn này thời điểm rời khỏi hỏa sen nó đã bị tổn thương nặng nề, sống cũng chẳng được bao lâu. Cho dù đoạt xác thành công cũng chỉ là chi ngọn không chỉ gốc, muốn thực sự rời khỏi nơi đây phải có người dùng linh hồn mới mà thay thế. Chủ nhân ngồi mộ nói. Hả? Vậy ngươi vì sao không trực tiếp mê hoặc Lạc Trúc để cho hắn thay thế ngươi? Nếu chẳng may sau khi hắn rời đi không muốn trở về, chẳng phải lại không có cách nào nữa sao? Trương Nguyên tiếp tục hỏi. Bị nhốt ở trong ngôi mộ không biết đã bao nhiêu vạn năm mới có một Lạc Trúc tới, hắn làm sao mà dám xác nhận đối phương nhất định là sẽ dẫn người qua, còn không bằng nghĩ biện pháp mê hoặc trước hết để cho hắn thay thế mình đã rồi lại nói sao? Người chọn mộ thiên tính là thuần âm, người như thế không có cách nào mà tu luyện được dẫn hồn quyết. Chủ nhân ngồi mộ nói. Hơn nữa nhìn cái tuổi của hắn, tuổi thọ đã gần hết, thường đường lại thấp như vậy, nó sẽ có ích lợi gì chứ? Lại phải đối mặt với tử vong hay sao? Ngả xong, sắc mặt Lạc Trúc như thể đỏ lên. Không nghĩ tới Tôn Cường vừa rồi bị khinh bỉ xong, hắn cứ bị khinh bỉ. Nghe được giải thích, Trương Nguyên gật gật đầu. Như vậy lại có thể nghe xuôi được. Vô hồn sư đoạt xác, có đoạt xác suy giảm, mỗi một lần đoạt xác, lực lượng của chính mình lại suy giảm đi một lần. Đã như vậy muốn động thủ là chuẩn bị thật là tốt, còn không bằng không có lãng phí cơ hội. Sau đó, một phần linh hồn của ta phân ra kia bị diệt, vốn tưởng rằng lại không có hy vọng gì nữa, không nghĩ tới các người đã tới, sự tình ở phía sau thì lại như vậy đây. Chủ nhân ngồi mộ nói. Hả? Và sau đó, ngươi lại thu hút chúng ta tu luyện dẫn hồn quyết. Một khi có thể làm được hồn phách ra khỏi thân thể, ngươi sẽ lấy danh nghĩa cửa ải, khiến cho hồn phách tiếp xúc với hỏa sen. Như vậy tới lúc đó, hồn phách sẽ tự động bị thu hút, do đó làm kẻ chết thay trò ngươi. Trương Huyền hỏi. Đúng. Chủ nhân của ngôi mộ cũng không có phủ nhận. Cho tới lúc này, mọi người mới hiểu rõ được chuyện gì đang được xảy ra, đồng thời ở dưới mông, mồ hôi đít đang chảy ròng ròng. Trước đó, người này nói thật là dễ nghe, đối với bọn họ tiến hành sát thạch. Mà hiện tại xem ra, thực sự muốn bọn họ tu luyện dẫn hồn quyết, đồng thời thành công, sợ rằng linh hồn đã bị cây gốc hoa sen quỷ dị này cắn nuốt, thân thể bị hoàn toàn đoạt xác từ lâu rồi. Cũng may,
may mà trường sư phát hiện ra sớm, bằng không hậu quả cũng có thể tưởng tượng ra nổi. Hả? Không, không đúng. Triệu Phi Vũ nhăn mày lại. Thực lực của ngươi mạnh như vậy, chắc hẳn lại có thể trực tiếp tách ra linh hồn của chúng ta ra khỏi thân thể để cho hoa sen cắn nuốt. Nếu người này đã là vô hồn sư lục tinh, ngay cả thất thần huyễn hải cũng có thể bố trí ra, khiến cho linh hồn của bọn họ, những người thực lực mạnh nhất cũng chỉ có hóa phàm tới trọng tách ra khỏi thần thể, cũng không có khó lắm. Vậy vì sao lại còn muốn tu luyện dẫn hồn quyết lại phiền toái như vậy? Kể này vẫn là để ta giải thích một chút. Thần sát Trương Nguyên thản nhiên nhìn qua. Hắn không phải là không muốn làm như vậy, mà là hắn làm không được. Hả? Làm không được? Mọi người lại nghi ngờ. Có hai nguyên nhân. Đầu tiên, vô hồn sư có chiến đấu suy giảm, mạnh mẽ vận dụng hồn lực lấy linh hồn của người khác ra, đối với bản thân hắn sẽ có tổn thương rất là lớn. Thứ hai, hắn bị nhốt ở trong hỏa sen, có thể không chế cơ quan, tập kích bất ngờ đối với chúng ta đã là dùng toàn lực. Muốn cùng nhiều người chúng ta chiến đấu như vậy, thậm chí là giết chết, căn bản là làm không được. Bằng không, khẳng định hắn đã sớm động thủ rồi, không đến mức còn sử dụng cơ quan đi đối phó với chúng ta. Thậm chí, ngay cả bản thân cũng ẩn nấp, không bị phát hiện. Trương Huyền nói. Đối phương thi triển võ kỹ cổng kích, đối thương quán sinh rả sách, khiến cho hắn nhìn ra được điểm mờ ám. Bằng không, cũng không có khả năng dung mãnh mà phi thường như vậy, trực tiếp mà tiến lên đào hòa sen như thế. Bị thần vật vầy khốn, có thể khiến cho linh hồn và khí thế lan tràn ra, khống chế cơ quan đó rất là lợi hại. Nếu có thể dễ dàng loại bỏ mọi người, cũng sẽ không sử dụng nhiều rắc rối quanh co lớn như vậy. Nghe xong, mọi người bất chợt mới hiểu ra. Thảo nào cương giả như vậy, đối mặt với cái đám gà con yếu ớt như là bọn họ, còn muốn co trần rụt tay, giấu đầu lộ đuôi. Hóa ra, người này cũng chỉ có vẻ bề ngoài, tối đa phát ra một chút khí thế, sử dụng chút cơ quan, nhưng trên thực tế lại không làm gì được bọn họ. Chủ nhân ngôi mộ hiển nhiên cũng không ngờ tới, chuyện mình không có cách nào mà phát huy ra được thực lực, cũng bị người thanh niên trước mắt này nhìn ra, hắn đầy kinh hoàng, chân gặp cảm giác bị thất bại. Ban đầu hắn còn nghĩ, nếu như đối phương không biết, có thể lấy khí thế mà đè ép, uy hiếp đối phương. Mà hiện tại xem ra, một tia hy vọng cuối cùng cũng không còn nữa. Đặc biệt là ngân châm của người này, cắm ở trên hoa sen nơi ý niệm có thể tàn ra, khiến cho năng lực khống chế cơ quan của hắn cũng làm không được nữa, sống không bằng chết, lại cứ muốn phản kháng, khẳng định là cũng làm không được. Thôi, được rồi, vẫn nghe nói một chút về khó đoạn lòng đi. Nghi vấn của mọi người tất cả đều đã được giải, vô hồn sư lục tinh mạnh nhất này cũng đã bị chê phục. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, chưa người lại nhìn qua. Hiện tại, lối đi đã bị đóng lại, muốn rời khỏi đây chỉ có thể mở ra được khóa đoạn lòng. Nếu người này đã khóa lại thử này, lại khẳng định là có phương pháp mà rời khỏi. Hả? Cái này sao? Ta thực sự cũng không có cách nào mà mở ra. Chủ nhân người mộ thoáng lộ ra một chút lúng túng, giọng nói vang lên. Hả? Không có cách nào mà mở ra? Vậy ngươi đoạt xác thành công, rời khỏi đây như thế nào? Trương Nguyên không nhịn được hỏi. Người này nếu muốn chạy trốn khỏi hỏa sen, lại khẳng định đã nghĩ rời đi như thế nào. Dù sao cũng không có khả năng đoạt xác thành công, bởi vì cái khóa đoạn lòng này nhốt mình chết ở chỗ này. Ta có thể dùng thủ đoạn của vô hồn sư mà rời khỏi đây. Chủ nhân người mộ nói. Hả? Thủ đoạn của vô hồn sư? Mọi người lại không giải thích nổi. Các ngươi nhìn về phía trước đi. Phía trên ngôi mộ có một cửa quan, chỉ cần mở nó ra, có thể nối thẳng với đầm nước ở phía trên. Vô hồn sư linh hồn nhẹ nhàng, có thể tự do mà bay. Mặc dù đoạt xác thành công, chỉ cần ta nguyện ý trả ra cái giá thật lớn, cũng có thể từ nơi này mà bay ra ngoài. Người tu luyện hóa phàm cảnh bình thường là không thể bay, cho nên cho dù có nói với các người cũng là vô dụng. Chủ nhân người mộ nói. Hả? Bay? Mọi người đồng loạt nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy ở phía trên đại điện có một nham thạch thoạt nhìn có chút cổ quái. Mà khoảng cách cao như vậy, đừng nói là đám người Trưởng Nguyên, cho dù ta các chủ hóa phẳng tự trọng cũng không có cách nào mới đi tới được phía đó. Lại càng chưa nói tới việc mượn nó mà trốn khỏi đây. Hóa phàm, tuy rằng thực lực võ giả vượt xa, đối với tự nhiên cũng có năng lực khống chế nhất định, nhưng vẫn không thể bay. Mặt đất cách cơ quan ở trên trần ngồi mộ chênh lệch chỉ ít 7-80 thước. Những bức tường xung quanh trên nhắn cứng rắn, không có cách nào mà phá mở. Có muốn đi tới, quả thực là không có khả năng. Hả? Vậy phải làm sao bây giờ? Lẽ nào chúng ta thực sự sẽ bị vây chết ở chỗ này hay sao? Con tưởng rằng đối phương để lại cái đường sống con mẹ gì đó. Nghe được điều này, trong lòng mọi người không khỏi ớn lạnh. Hiện tại, người này đoạt xác không thành công, tất nhiên không thể sử dụng lực lượng của vô hồn sư.
cho dù có thể sử dụng, đối với hắn cũng cần phải lo lắng. Hắn không thể dùng, mọi người lại không thể bay, sợ rằng thực sự phải bị vây chết ở chỗ này, không có cách nào mà rời khỏi. Nếu không thì như vậy đi, các ngươi hy sinh một người để cho ta đoạt xác, sau đó ta sẽ dẫn các ngươi rời khỏi đây. Bằng không tất cả cũng đều không có ra được đâu. Cho dù có chứa nhiều và tự hờn nữa, cũng sẽ có một ngày ăn hết. Sớm hay muộn cũng đều sẽ chết ở chỗ này. Chủ nhân ngồi mộ nói. Đây là một hoàn cảnh đóng kín, không có cách nào mà rời khỏi. Cho dù thức ăn có nhiều hơn nữa, cũng sẽ có một ngày phải ăn hết. Sớm hay muộn cũng đều sẽ bị nhốt tới chết. Cút, chỗ này không có phần cho người nói chuyện. Thấy người này tới lúc này vẫn chưa hề từ bỏ ý định có muốn đoạt xác, Trương Nguyên ta cho Hoa Sen một cái về mặt đầy không vui. Con mẹ nó, chúng ta rời đi như thế nào không cần người phải lo lắng. Hiện tại ta cho người hai lựa chọn. Đầu tiên làm hạ nhân của ta, làm người hầu của ta, ngoan ngoãn viết ra thủ đoạn vô hồn sư người biết trò ta. Ta có thể nghĩ biện pháp cho người rời khỏi cái vật quỷ này. Hả? Làm người hầu? Chủ nhân người mộ sửng sốt, theo chút nữa thì phát khóc. Cứ phải vừa rồi, người bảo mãi người làm sự sao? Đó là vừa rồi, khi đó đáp ứng, không chỉ ta nghĩ biện pháp giúp người rời khỏi, hoặc có thể truyền thụ người công pháp chính tông, khiến cho người không sợ năm suy giảm của hồn lực. Mà hiện tại muộn rồi đi, quên cơ mùa xuân này đi. Trương Nguyên sửa sửa tay. Ta... Giọng nói của chủ nhân ngồi mộ giống như là bị tào bón, buồn bực gần chết. Không đúng, vừa rồi hắn chiếm ưu thế, đối phương cũng không tìm ra được vị trí xác thực. Bãi đối phương làm sư, bị giới hạn bởi thân phận sử đồ, nhất định là sẽ tận tâm chỉ đạo. Mà hiện tại, ngươi làm giảo thức, ta làm thịt cá sau, muốn giết chết hắn chỉ là ở một ý niệm. Tới thu nhận hắn trở thành hạ nhân, đó là rất nhân từ. Thứ hai, buồn bực một lát, giọng nói kia lại bất đắc dĩ vẳng lên. Ta sẽ từ từ ép cung, đợi tới khi hỏi xong điều ta muốn biết, ta sẽ giết người là được. Trương Nguyên thản nhiên nói. Nghe đối phương nói tôi rằng bình thản, nhưng chủ nhân ngồi mộ lại biết đối phương khẳng định là có thể làm được. Hoa Sen nhịn không được ru lên một cái. Được, mà cầu xin ta nguyện ý làm hạ nhân của trưởng sư. Người trước mắt này phá vỡ công kích của hắn, nhìn thấu mưu kế của hắn, thậm chí ngay cả quan tài bằng vàng ròng cũng có thể thoáng cái mà bổ ra. Thủ đoạn và năng lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Nếu thực sự muốn giết chết hắn, chỉ sợ cũng là chuyện rất đơn giản, cùng với việc rầu rĩ còn không bằng sảng khoái mà đáp ứng thì hơn. Sống không biết đã bao nhiêu năm, biết sống sót là trần quý. Chỉ cần có thể rời khỏi cái vật quỷ này, đừng nói là làm hạ nhân, hắn làm gì không được. Chư vị vừa nghe xong tập 143 của bộ truyện Thiên Đạo Đổ Thử Quán. Vậy câu chuyện tiếp theo sẽ ra sao đây? Lẽ Trương Nguyên và mọi người có rời khỏi được nơi đây? Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 144 vào ngày mai. Còn hiện tại, Phòng Mộ xin chân thành...